Xin chào các bạn. Hôm nay thì đại lý Toto Tôn Đức chúng tôi làm một cái clip hướng dẫn liên quan đến cái việc bồn cầu bị chảy nước cũng như vệ sinh cái bộ xả cho bồn cầu ha. Thì bồn cầu thì nó bị chảy nước thì thường là cái dấu hiệu của nó sẽ chảy nước trong lòng cầu. Thì ví dụ như tôi sẽ xả nước cho hết cái trong lòng cầu này ha. Nước sẽ chảy vô trong cái lòng cầu này. Thì thường thì sau khi xả nước xong á thì nó sẽ vẫn cái ra cái dấu hiệu là có nước nó chảy ở trong cái lòng này. Đây. Nước nó đang xả chảy nước ở trong lòng cầu ở đây ha. Cái chuyện hiện tượng này là bình thường, rất là bình thường ở chỗ ấy, là nó sẽ là do nó có cấp nước cái bồ nó cấp nước nước nó đang chảy vào trong đây nè. Đây các bạn thấy không? Nước nó đang cấp vào đây. Mục đích để làm gì? Sau khi xả nước đi thì nước nó bị cạn ở trong cái lòng bồn cầu này thì bây giờ nó phải cấp bù lên để cho lần lần xả thứ tiếp theo ấy, nó sẽ xả được trôi chất bẩn. Nếu mà không có cái ống cấp nước bù này nó sẽ xảy ra cái tình trạng là xả không sạch. Nên cái chuyện cấp nước vô đây là bình thường ha. Nhưng giả sử có những trường hợp sau khi cấp nước đầy trong cái nước xong thì nước trong lòng cầu này tiếp tục vận chảy thì nó đã bị xảy ra cái tình trạng là do là cái bộ xả chúng ta bị bẩn. Hai nguyên nhân. Một là nguyên nhân nó bị dơ ở cái phao xả cái bộ nhẫn xả nước đây, nó bị bẩn nên nước vẫn chảy liên tục. Còn thứ hai là có thể là do là cái phao cấp đây nó không dừng được, có nghĩa nó cứ cấp liên tục thì nước nó sẽ chúng ta lúc đó sẽ thấy là nước nó sẽ đi cao hơn cái ống xả tràn này, nước nó sẽ đi qua cái ống xả tràn này thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp tiếp theo là cái phao cấp nước không ngắt nước được. Thì bồn cầu chúng tôi đang làm cái clip đây thì hiện tại là bộ xả rất hoạt động bình thường, nhưng mà chúng ta sẽ đưa ra những giả thuyết để chúng ta sửa thôi ha. Thì nó còn có một cái nguyên nhân nữa là do cái bị xả nước là do cái cây này nè nó quá dài hoặc là quá ngắn. Thì trường hợp hiện tại nó đang tiêu chuẩn thì tôi thử là cho nó ngắn đi cũng làm cho cái việc xả nước nó cũng không được tốt. Rồi cái cây này bây giờ ngắn đi nè, chúng ta sẽ thử đặt vô cái bồn cầu, chúng ta sẽ thấy ra một cái tình huống như này. Đó, chúng ta thấy cái nút nhấn chưa nhấn thì nó đã bị sâu xuống dưới không? Đây nè, cái nút bên đây nó cao nè, nút bên đây nó thấp. Thì cái trường hợp này là cái cây bị ngắn thì chúng ta sẽ bặn cái cây cho nó dài ra. Còn một trường hợp tiếp theo nó căng quá, căng cứng quá thì nó cũng sẽ bị trường hợp đây nó bị, có nghĩa cái căng cứng quá thì nó cũng sẽ xảy ra trường hợp xả nước thì chúng ta điều chỉnh bằng cái cây đằng sau. Thì cái cách điều chỉnh của cái cây này ấy, thì ví dụ bây giờ là cây bên 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 màu xanh thì nó đang dài, hơi dài quá nè, còn cái cây bên đây là hơi ngắn quá thì chúng ta sẽ vặn cái cây này ra, chúng ta nới con ốc này ra rồi chúng ta vặn cái cây này dài ra nha, dài cho tương đối gần cái màu xanh. Màu xanh thì nó hơi hơi dài quá, chúng ta có thể giảm một tí, có thể tăng thêm được. Đó. Thì bây giờ cây màu xanh có vẻ hơi dài thì chúng ta sẽ cùng bây giờ chúng ta sẽ xiết con ốc lại, xiết con ốc lại à. Thì cái này là thường hàng lúc mà xuất xưởng thì nó vẫn bình thường nhưng mà chúng ta có điều chỉnh, bây giờ chúng ta có thể vặn cái màu xanh ngắn bớt chẳng hạn, chúng ta nới ra ốc ra rồi vặn cái rồi một tí thôi rồi chúng ta xiết lại. Cái màu màu trắng vẫn hơi ngắn, thì điều chỉnh lên một tí nữa. Thì cái việc này chúng ta cân chỉnh rovo lúc mà đó, được rồi được rồi, chúng ta siết lại thì đưa ra cái trạng thái bình thường nè. Chúng ta muốn chúng ta phải thử vô trong đây, chúng ta đặt vô cái nắp vô chúng ta mới thấy được. Đó, chúng ta thấy như này là có nghĩa là cái nút này vẫn còn hơi ngắn nè, chúng ta cứ điều chỉnh lên một tí nữa tại vì cái này nó cũng không có cái mức để chúng ta ngăn. Chúng ta điều chỉnh thêm một tí nó được. Thì cái đó vấn đề đó là của cái điều chỉnh cái cây. Thì cái cây đó là nút nhấn ha. Thường thì nút nhấn này cũng không bị nhiều lắm. Thì bây giờ chúng tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cách tháo từng cái bộ xả ở đây. Thì đầu tiên chúng ta xả hết nước đi ha. Chúng ta nhấn xả hết nước. Rồi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ khóa nước lại. Chúng ta ấn cho nó cạn nước sẽ sạch trong đây nha. Đúng rồi. Chúng ta sẽ ấn cho nó cạn hết nước trong đây. Rồi bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ tháo cái trụ cấp nước nè, xả nước nè, chúng ta vặn đơn giản nè, vặn ngược chiều kim đồng hồ đưa lên thôi, thấy không, nó đơn giản vậy thôi. Đó, chúng ta thấy cái họng ở dưới nó cũng đơn giản rồi, chúng ta sẽ cất ra này để chúng ta tí nữa chúng ta vệ sinh ha. Tiếp tục là chúng tôi sẽ tháo cái phao cấp nước nè, cũng rất là đơn giản. Chúng ta đầu tiên tháo cái màu xanh ra nha. Đó, đúng rồi, rất là giật nhật là nhấc lên đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta tháo qua cái dây cấp nước bù nè, chúng ta để tháo cái trụ cấp cho nó đơn giản hơn. Rồi, đó, chỉ đơn giản vậy thôi.
Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tháo cái cục màu màu vàng đây là. Đó, chúng ta quay ngược kiểu chim đồng hồ rút ra nha. Rồi ok, đó. Rồi bắt đầu nó có một, chúng ta chú ý là có một cái lạy ở đây nè. Nó có một cái lạy ở đây, chúng ta sẽ giật cái lạy này lên để chúng ta rút rút cái bộ xạ này. Đó, rất đơn giản. Đó. Rồi đó. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ vặn. Quên, tháo cái nối vô phao, cần cần nối vô phao. Này chúng ta làm cứ nhẹ nhàng thì nó sẽ ra thôi. Đó. Chúng ta rút ra. Đây, chúng ta tháo cái cây này ra nha. Rồi xong rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần tháo cái trụ đây là chúng ta vặn một cái là nó ra. Đây. Rồi. Ta rút lên cái chỗ chúng ta đang còn hơi mới thì nó sẽ hơi khó một tí. Rút hẳn lên. Rồi, vậy thôi ha. Thì chúng tôi sẽ tiến hành bắt đầu vệ sinh của cái này. Rồi chúng tôi sẽ chuyển qua cái chế độ bảo cho vệ sinh cho những cái bộ phận trong cái bộ bộ sạc. Thì cái phao cấp này thì nó vệ sinh rất là đơn giản. À quên, cái phao cấp nước xả nước nè. Thì chủ yếu là nó bị dơ ở cái này thôi. Chúng tôi sẽ lấy bàn chải đánh qua vì nó có thể có chất bẩn bám vào đây. Thì do cái bộ xả này nó tương đối còn sạch nên nó không có thấy nhiều lắm. Thì bây giờ chúng tôi sẽ lấy cái bàn chải. Chúng tôi sẽ bỏ ít một ít xà bông vô nhẹ nhẹ thôi, cũng không cần quá nhiều để nó trôi chất bẩn nhanh hơn. Thì tôi đánh chúng tôi đánh cái này cho nó sạch sẽ ha. Tí nữa chúng tôi sẽ đánh luôn cái chỗ mà cái hồng ở trong buồng cầu, thì cái đó cái đơn giản rồi, những quý khách tự vệ sinh thôi. Đánh qua cho nó sạch sẽ cái này. Cái phao này thì rất đơn giản nên quý khách có thể tự kiểm tra cũng như xử lý. Thì đánh qua này chúng tôi sẽ tiến hành tráng lại bằng nước sạch ha. Chúng ta sẽ qua cái bộ phận của cái phao này hơi phức tạp hơn nè. Đầu tiên là nó sẽ có cái bộ lọc ở phía dưới, chúng ta sẽ rút ra nè. Cái này nó rất hay bị dơ. Cái này là đang chỗ nước của cái nguồn cầu này đang rất là sạch nên tôi sẽ vệ sinh qua, chúng ta vệ sinh qua ha. Nó có thể nhúng qua nước cho nó sạch luôn. Đó, rồi. Chúng ta vệ sinh tiếp qua cái bộ phận phía trong. Cái này do nó còn tương đối mới nên nó rất là chặt. Chúng ta vặn chiều ngược chiều kim đồng hồ. Thì chúng ta bắt đầu tháo cái này ra. Thì cái này á, nếu lúc có những cái nó nặng quá thì chúng ta cũng có thể lấy cái kìm gì đó, cái miệng nó to to chúng ta vặn ra. Thì đây chúng ta tôi đã nới rộng lỏng ra rồi. Đó. Chúng ta vặn này ra thôi. Chúng ta chú ý là những cái vật ở bên trong chúng ta phải làm rất là cẩn thận nha. Đó, chúng ta. Thường cái cao su này nó cũng hay bị dơ nè. Thường là bây giờ vệ sinh cái cao su này thôi. Chúng ta vệ sinh xong rồi chúng ta lắp cái này lên luôn để chúng ta tránh trường hợp chúng ta quên mất. Đó, chúng ta chà đánh. Tại vì cái đây là cái chỗ phao cấp thì nó hay bị dơ vị trí này. Đó, chúng ta vệ sinh xong thì chúng ta lắp lại luôn để tránh trường hợp chúng ta quên nè. Chúng ta chú ý là hai cái đầu nó sẽ hướng lên trên nha bạn. Hai cái đầu nó hướng lên trên, đúng rồi. Chúng ta giữ cố định cái tay chúng ta tì vào đây nè. Đó, chúng ta giữ vào đây để nó giữ cái chiều nó thẳng đứng lên. Rồi, chúng ta bật lại. Thường cái nào mà nó dơ á, chúng ta tháo ra nó rất là dơ và bẩn. Rồi chúng ta siết lại. Rồi. Bắt đầu chúng ta vệ sinh tiếp cái phần cái phía phía trên. Vệ sinh vào phía trên này. Ta chà chà chúng ta chút tráng qua bằng nước. Thường thì nó cũng không có dơ đến mức vô cái này nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn chung ha. Rồi, bắt đầu chúng ta chỉ đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ chúng ta lắp lại cái lọc nước ở dưới nè. Đó, đúng rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lắp lại cho chúng ta xem ha. Chúng ta biết cách lắp lại. Rồi. Rồi chúng ta bắt đầu tiến hành lắp lại nha. Cái này đặt xuống thì chúng ta bằng vào theo thùng theo chiều kim đồng hồ. Chúng ta canh canh làm sao chúng ta bằng xuống nha. Nó phải đúng cái ngàm mới được. Chúng ta sẽ rà rà trúng cái ngàm thì nó sẽ bằng được thôi. Thì chúng ta khi nhét vô nó sẽ hơi xéo xéo như này, rồi bắt đầu chúng ta mới vặn theo kìm kìm đồng hồ để nó gài vô cái khớp đấy. Rồi là xong được cái này ha. Này nó đơn giản vậy thôi, chúng ta giữ sao cho hai cái lỗ này, cái nút ngấn này nó tương đối đều. Rồi chúng ta bắt đầu thả lắp vô cái phao cấp nè.
chúng ta để vô cái sao nó vô dính con ngàm nhá. Cái này hơi ngược bên kia, cái này bên kia nè, cái này mặt bên kia, ta chú ý cho nó đúng đúng chiều đây đó, đúng rồi. Chúng ta nhớ là hồi nãy chúng ta lắp sao chúng ta lắp ngược lại như vậy là được đấy, như thế là đúng rồi nha bạn. Đó, nó thẳng như này. Rồi bắt đầu chúng ta lắp những bộ phận tiếp theo nè, chúng ta gài cái khớp vô, cái gài cái khớp của cái chốt, gài cái khớp của cái chốt vô. Đó, ta có chốt, cái chốt này để chúng ta giữ được nó cố định, đúng rồi, cắm trên xuống. Đó, nghe cái tách ha. Và chúng ta bắt đầu lắp cái bộ phận tiếp theo là cái nơi gấp đây. Ta cẩn thận không nó rớt xuống. Bây giờ ta lắp cái nắp chốt ở trên. Vặn, chúng ta vặn đó, đúng rồi, chính xác rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái cặp vào cái phao ha. Đó, rất nhẹ nhàng vậy thôi. Rồi bắt đầu chúng ta lắp cái nắp rồi, vào dây cấp bù nha. Chúng ta nhớ nối đây không tránh quên nha. Rồi, bắt đầu chúng ta che cái bộ phận này cuối cùng là hoàn thiện rồi đó ha. Nói chung là nó cũng không phức tạp lắm. Và chúng ta tiện ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn luôn chúng ta sẽ cách tăng giảm nguồn nước ha. Đây nó sẽ có cái dấu cộng trừ nè. Cộng trừ chúng ta muốn tăng cái phao này nó cấp nước nhiều lên để xả nước nhiều hơn hoặc bớt đi thì chúng ta thể lấy cái tua vít dẹp nè. Đó, cái vít dẹp chúng ta vặn vào đây. Vặn theo chiều kim đồng hồ chúng ta tăng lên, còn ngược chiều kim đồng hồ thì giảm đi. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi ha. Thì cái hướng dẫn cái vệ sinh bộ xả thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta đặt một cái nắp lôi cho nó lại ở chế độ bình thường. Đó, chúng ta xả cấp nước ra. Đó, cái bước thì nó cơ bản như vậy. Đó, chúng ta sẽ đưa cái này vô là đóng lại cái nắp lại. Là chúng ta hoàn thành đó. Đó, chúng ta đóng cái nắp lại. Đó, để hoàn thành cái việc chúng ta vệ sinh ha. Cảm ơn quý khách đã theo dõi cái clip này. Cần thì có thể liên lạc chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ thêm. Cảm ơn, xin hẹn lại.